Em xin chào các bác nha. Hôm nay em test cái trạm bơm 1,5kW của Juken nhá. Con này lưu lượng 10cc, 14 lít trên phút, áp max 200. Và đây em đang điều khiển cho cây ben này là T30, của ngoài 80, hành trình 130. Đấy, trạm nguồn này bên em bán với giá là 7,5 triệu nhá. Trạm bơm 1,5kW của hãng Juken, thùng dầu 40 lít, giá 7,5 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Rồi, đầu bơm rất chi là đẹp các bác nha. Chạy êm du luôn. Lắp một van điện điều khiển cho một xi lanh. Bên em bán giá 7,5 triệu nha. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho bên em. Đấy, em tắt áp nè. Đấy, áp 200 nhá. Êm du luôn. Rồi, trạm bơm Juken 1,5kW, lưu lượng 10cc, 14 lít trên phút, áp max 200, giá 7,5 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ em.